Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2017, thứ năm tuần 33 thường niên, lễ tạ ơn. Bài đọc hôm nay có tên là Đức Giêsu khóc. Lời Chúa trong sách Luca chương 19 câu 41 đến 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Lời suy niệm. Người ta có thể khóc vì nhiều lý do. Khóc vì buồn thương. Khóc vì tình yêu của mình bị từ chối. Khóc vì tiếc nuối một điều tốt đẹp bị hủy hoại. Một người đàn ông khóc là chuyện không thường xảy ra. Chính vì thế chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Giêsu khóc. Còn Thiên Chúa nhập thể biết đến nỗi đau của phận người. Giọt nước mắt của Ngài cho thấy Ngài thật sự có một trái tim. Đức Giêsu khóc khi đến gần mà trông thấy thành phố Jerusalem. Trong thành Jerusalem có ngôi đền thờ lộng lẫy. Đền thờ ấy là đền thờ thứ hai được xây sau khi dân lưu đày trở về. Còn đền thờ thứ nhất do Salomon xây đã bị quân Babylon phá hủy. Vua Herode cả đã trùng tu và nới rộng đền thờ thứ hai này. Công việc sửa sang kéo dài từ năm 20 trước công nguyên đến năm 64 sau công nguyên mới hoàn tất. Vào thời gian này, người Do Thái nổi dậy chống lại quân Roma. Vào lễ vượt qua năm 70, thành phố bị vây hãm. Đền thờ bị thiêu hủy sau 84 năm tu sửa. Đây là một bi kịch lớn mà Đức Giêsu đã linh cảm với nỗi đau. Bài tin mừng hôm nay. Nằm ngay sau biến cố Đức Giêsu lên Jerusalem lần cuối. Ngài biết đây là lần cuối nên giữa bầu khí tung hô của dân chúng, Đức Giêsu lại rơi vào nỗi đau buồn xót xa. Ngài sẽ là vị ngôn sứ phải chết trong thành này. Như mọi người Do Thái khác, Đức Giêsu quý thành phố và đền thờ. Thành phố Jerusalem là thủ đô của đất nước. Đền thờ là nơi mỗi năm Ngài lên đó dự các lễ lớn đôi ba lần. Đây là nhà cha của Ngài, là nhà cầu nguyện. Nhưng mọi điều tốt đẹp Ngài đang thấy, có ngày sẽ đổ vỡ tan hoang. Không để hòn đá nào trên hòn đá nào. Thiên Chúa là đấng đã đi thăm dân Israel. Ngài thăm dân Ngài qua người con là Đức Giêsu. Ngài đến thăm để đem ơn cứu độ, đem lại bình an. Hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi thăm nhân loại. Ngài vẫn sai con của Ngài đến với chúng ta để ban ơn bình an. Nhưng con người hôm nay có thể khép lòng và để lỡ cơ hội quý báu. Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Làm sao mỗi Kitô hữu nhận ra thời điểm Ngài đến thăm mình? Thế giới Tây Phương hôm nay đang có khuynh hướng loại trừ Thiên Chúa. Họ nhân danh tự do tôn giáo để loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng không có trời thì ai ở được với ai? Nhân loại bị kéo vào những cuộc chiến tranh, thù hận không lối thoát. Hãy để Thiên Chúa đi vào đời bạn và chi phối những chọn lựa của bạn. Chỉ trong Thiên Chúa mọi sự mới có nền tảng vững bền. Nếu không, như Jerusalem, chúng ta chỉ còn là những bức tường than khóc. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa
dù họ từ khước tin mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn, cộng tác với muôn người thiện chí. Amen.